Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Long, kỹ thuật viên công ty Trung Đông. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy lại mật khẩu cho thiết bị camera và đầu ghi TND. Thì để lấy lại mật khẩu mình sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là mình sẽ sử dụng những cái phím cứng trên thiết bị để reset và phục lại trạng thái ban đầu. Sau đó mình sẽ tạo lại một cái mật khẩu mới. Cách thứ hai là mình sẽ sử dụng những cái phần mềm hỗ trợ. Thì để tải cái phần mềm đầu tiên, các bạn sẽ vào trang tndvietnam.com, sau đó các bạn sẽ chọn hỗ trợ Download Center, tiếp tục các bạn sẽ chọn là Tool VMS, và mình sẽ kéo xuống cuối, các bạn sẽ kiếm giúp mình cái phần mềm là Sconfig Tool, các bạn sẽ tải và cài đặt cái phần mềm này về máy tính. Thì sau khi cài đặt xong, các bạn sẽ mở nó lên. Và đây là cái giao diện của phần mềm Sconfig Tool. Và đây mình sẽ chọn một cái thiết bị bất kỳ. Ví dụ ở đây mình thiết bị mình là 192.168.1.2, và mình sẽ tích chọn vào nó. Sau đó các bạn sẽ chọn là Forgot bắt buộc, và mình sẽ chọn là Hotline. Thì sau khi mình chọn xong, nó sẽ xuất hiện một cái bảng Forgot bắt buộc. Ở đây nó sẽ có Picture ID và một cái Real Time. Thì các bạn sẽ gửi hai cái mã code này về lại cho bên mình, và lúc đó mình sẽ check với nhà sản xuất và họ sẽ gửi lại cho các bạn một cái mã code để reset. Thì sau khi mà mình reset xong á, mình sẽ vào lại cái địa chỉ cam và đặt lại cái mật khẩu của thiết bị. Vậy là mình cũng đã hướng dẫn xong các bạn cái cách lấy lại mật khẩu cho thiết bị đầu ghi và camera TND. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.